Nằm tại trung tâm xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chợ Kinh Tư là một trong những ngôi chợ xã có lịch sử phát triển lâu đời và quy mô nhất của hệ thống chợ xã tỉnh Bạc Liêu. Chợ Kinh Tư có gần 300 gian hàng lớn nhỏ, kinh doanh đủ các loại mặt hàng nhu yếu phẩm thông thường và các mặt hàng nông thủy sản do bà con địa phương làm ra. Do có vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa huyện Giá Rai, huyện Đầm Dơi và gần với Biển Đông, nên chợ Kinh Tư cũng là một trong những ngôi chợ bán sỉ và lẻ hải sản đánh bắt từ biển vào. Một trong những đặc trưng khác của chợ Kinh Tư là có bán rất nhiều cua Cà Mau do xã Điền Hải, chỉ cách trung tâm Cà Mau khoảng 30 km.